luôn mang bao ước mơ trong tim mình. Chẳng phải ta luôn ấp ôm hoài bão của riêng mình. Có lúc mong muốn buông xuôi hết mình, ngoảnh mặt quay lưng với niềm đam mê. Chẳng ngờ ta đã vứt đi cuộc sống của mình. Rồi đời chúng vẫn cứ bước, bước theo nhịp đập đam mê, vẫn luôn rực cháy nơi con tim này, dù cho người đời khen chê. Dù đã nhiều lúc thắm mỏi mệt, búa vây bao tố chen vê. Ngân, cuộc gọi ngày hôm qua là như thế nào? Em đã quyết định hủy hôn. Mong anh tôn trọng quyết định của em. Anh cấm em nói hai cái từ hủy hôn đó. Chuyện này không phải do em quyết định. Em thử nghĩ xem, nếu mà em hủy hôn với anh thì tương lai của thằng út nhà em nó sẽ như thế nào? Đó là chuyện của gia đình em. Em sẽ tự cách giải quyết. Anh cảnh cáo em một lần nữa, nếu còn lặp lại chuyện này thì đừng có trách anh. Em không tiếp tục được như vậy nữa. Dù có thế nào em cũng sẽ hủy hôn. Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Chị có sao không? Tôi không sao. Chuyện của tôi để tôi giải quyết. Giải quyết? Giải quyết bằng cách chịu đựng đó hả? Sao không biết tự thương mình chứ? Chịu đựng thì sao? Tôi không biết thương bản thân mình thì sao? Anh hài lòng chưa? Tại sao những lúc anh cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy? Anh mặc kệ tôi đi được không hả? Tại sao cứ biến tôi thành kẻ tội nghiệp trước mặt anh vậy? Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Sao tôi mặc kệ được? Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Hai người đang làm cái gì vậy? Tại sao anh dám ôm cô gái khác trước mặt người yêu của anh hả? Người yêu? Em có hiểu em đang nói gì không Vi?
đây nữa hả? Giờ sắp cưới quá ra ngoài kia. Làm sao? Chị ta đang ôm bạn trai của em ngoại đó. Chắc không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Chắc không một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Chắc không một ai không muốn tình yêu giữa em, yeah. Chắc không một ai không biết tình là những yêu mến, mà sao vẫn bất chấp để đến bên nhau, yeah. Có chừng là vì khi yêu lòng không nghĩ suy, rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, ngày mai chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. 'Cause baby you are my, trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you are my, yeah. Và bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Ta luôn mơ đến phút ban đầu gặp mà, và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau, yeah. Và rồi em đã tới như ánh dương phía chân trời, rồi sang con đường bên anh mà thôi. Rồi chỉ cần nhìn thấy ta cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. 'Cause baby you are my, oh. Tại sao anh làm vậy? Không sao cả. Mà anh nhắc cho em nhớ, em sẽ là người kế vị cái tập đoàn lớn mạnh này. Em không thể nào để một thằng đau mỏ như nó lợi dụng em được. Gom bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Anh đã quyết chọn em, thì dù em có vắng mặt, anh vẫn sẽ đưa ba mẹ anh qua nhà em làm lễ. Em và thằng nhóc đó có vấn đề gì hay không? Nói. Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Lúc trưa anh Hùng và ba mẹ của anh có xuống nhà, anh có nói chị bay qua xin để họp khẩn. Mọi việc đều suôn sẻ, chỉ là chị vắng mặt. Ngày đính hôn cũng đã định xong, còn một tuần nữa là tới. Nếu chị bận thì ở nhà để em và ba má lo hết cho. Hôn đó. Chuyện này không phải do em quyết định. Em thử nghĩ xem, nếu mà em hủy hôn với anh thì tương lai của thằng út nhà em nó sẽ như thế nào?
Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Không hiểu chuyện thì đừng có phán xét. Chính vì yêu tôi cho nên anh ấy mới ích kỷ, không muốn chia sẻ tôi với công việc, đúng không? Tôi nghĩ mình là một người đang rất hạnh phúc chứ. Chịu đựng thì sao? Tôi không biết thương bản thân mình thì sao? Anh hài lòng chưa? Tiền của em đấy, bữa nay em đánh lên tay lắm đó. Thôi, vô thay đồ về nghỉ ngơi đi. Em chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình thôi hả? Em muốn gì lấy ảnh, chỉ đổi lại cái tấm vé vô học cho em thôi sao? Còn hạnh phúc của chị thì sao?